Xin chào đến cô chú chị em thân mến. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 thì tiếp tục tuyển mấy em này IC vàng IC 90 bên anh. Em này là IC 90 đưa anh em này về ở Vĩnh Long là Vĩnh Long Long Hồ anh em. Một con IC IC 90 và một con IC 5 anh em. Con này IC 5 mới tinh luôn. ba con ba chủ anh em ơi, đó con đó mới tinh luôn. Thì sau đó thì anh em nào nào muốn cần tắm những dàn sới khác thì bên em có đầy đủ anh em ơi. Thì anh em Minh Thiên họ nào cũng có, cái gì cũng có anh em. Đây những dàn IC6 nè, lốc thì có cục lốc không anh em, lốc xe 90 luôn. KIC này đầy đủ nha anh em. Con thứ ba vàng quá đẹp cước. Rồi đặc biệt bên em có bán hỗ trợ cho góp anh em ha, anh em là có cần xài mua máy dàn sới gì sắm sửa thì liên hệ bên em ha. Em có bán hỗ trợ cho góp anh em này.